rồi. Dạ. Để con mình đồng ý là mình cứ đồng ý về mình ăn, chứ không phải về đây buôn cưng bán buôn khưng bán 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 mà lấy đồng tiền đó mà. Nói chung là ba em ngày xưa là coi thầy, mà hai đứa quen nhau á thì về không có được tuổi, hai đứa lấy nhau là sẽ có một đứa mất, thì ba không gả. Thì má em thấy anh Hiền, má em thương lắm, hai bà già khóc nguyên một đêm, và em với anh Hiền cũng khóc. Thì ba nói thì giờ tôi nói cho chị nghe, nếu mà chị thương con chị và tôi con thương con tôi thì đập dập kéo lết, là cũng như là bên em có cái đám giỗ hay gì đó thì bên má lên chừng ít người họp lại thôi. Không có nói ngày cưới là cho đôi bông á, anh Hiền cũng đeo vô cho em, không có ai thấy luôn, lên là chỉ ăn cái đám giỗ thôi, em không có được ngày đám cưới. Cỡ khoảng về em đi nhổ cỏ lan với má thì em mới tâm sự với má, em khóc, hình như là nói hiện tại bây giờ em cũng còn rất nước mắt, là tại vì mình cuộc đời gái mình không có được lên xe hoa. Em nói là má, má con nói là má còn con đứa gái út, đi đám nào má cũng đi hết, má sẽ làm đám cưới cho con lớn nhất mà tuổi của con với Hiền không được. Thân dễ thì em cũng đành chịu, rồi má cũng khóc, má nói chứ Hiền cũng vậy vậy con, Hiền ở dưới đây ai cũng gả cho nó mà nó không chịu, về nó gặp con thì giờ hai đứa thương nhau thì giờ thôi kệ, con đừng có buồn. Thì má hai mẹ con ngồi nhổ cỏ lan rồi khóc. Cái ngày đem lên với này cũng sắm lễ, đem lên cũng có con heo với này lên, là chị tôi phải nói vợ với này chị lên á, chị nói chị đi đám giỗ thôi chứ chị không có nói cái gì để đám dính dấp với con hết trơn á, nhưng giấu hết, giấu hết không có, coi là đi đám giỗ thôi, cái đó là tự xui gia biết thôi chứ còn không có nói, không bên ngoài không cũng biết là nó vợ, nó thành vợ thành chồng thôi. Thì thiệt cho con dâu quá bà. Dạ, ở vậy đó mình phải thương nó cho nhiều nữa. Rồi hồi đó giờ con dâu cũng chịu thiệt, bởi vì con dâu cũng thương con trai của mình. Dạ. Có khi nào hai mẹ con mình có một cái mâu thuẫn nào đó chưa cô? Cái tính của má thì hà tiện, cô về dưới mà cô mua đồ gì mà sang trọng má hay rầy lắm, thì trong lòng cũng buồn. Ví dụ như lâu lâu mình mới về mua đồ cho má ăn mà má cứ rầy không, rồi cho tiền không có chịu lấy. Rồi em mới nói giờ con thọt cái tay vô trong túi má vậy nè, chừng nào má đồng ý lấy con mới lấy ra. Rồi rốt cuộc má cũng phải cười má lấy. Bực bội thì bực bội vậy thôi, nhưng mà không có ra vẻ cho má biết ráng. À, chào bà. Dạ, con lên. Dạ. À. Dạ, con chào bà. Con chào cô ạ. Dạ, dạ. Dạ, mời bà ngồi. Dạ. Ồ, bà đẹp quá, tóc bạc trắng luôn ha. Dạ. Tóc bà trắng như mây. Dạ. Con chào mẹ chồng nàng dâu. Dạ, 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 chào. Dạ, mời bà giới thiệu về mình ạ. Tôi tên Ngô Thị Lợi, năm nay 84 tuổi. Quê bà ở đâu bà? Dạ, quê ở Chợ Gạo, Tiền Giang. À, vậy là chung quê với con á, con Tiền Giang luôn á. Hồi đó bà làm công việc gì bà? Dạ, quê là cứ cấy hái đập lúa mần mương mần vườn vậy thôi chứ không có làm gì hết. À. Dạ. Hình như dân làm ruộng khỏe đó con. Dạ. Mấy người mà ngồi ngồi đây yếu lắm. Chú hả? Chú có làm ruộng nha. Chú cũng khỏe lắm á. Dạ, xin mời cô ạ. Dạ. Em xin kính chào anh Quyền Linh và chào Lê Lộc. Dạ. Và khán thính giả xem đài. Em là nghệ sĩ Phượng Hiếu. Dạ, em làm ở nhà văn hóa thanh niên á. Cô làm dâu của bà được bao nhiêu lâu rồi cô hả? 26 năm rồi con. Cô có nhớ cái lần đầu tiên khi mà cô gặp mà mẹ chồng tương lai á cô? Cô có nhớ cái buổi đó là ở trong cái hoàn cảnh nào không cô? Có, lúc đó là chú kêu cô về đặng mẹ coi mắt. Cái ngày đó là thôi nôi của con của ông anh. Dạ. Nhưng mà mẹ nói thôi đi con ơi, cái bữa đó người đông lắm tội nghiệp nó, để không có ai con hãy dắt về cho nó tự tin. Thì ngày đầu tiên cô về cô thấy thì mẹ thì hiền đó. Dạ. Nhưng mà chắc là mẹ khó, sợ á, sợ. Dạ, là dạ. Chắc là khó. Tại vì mẹ mới lần đầu tiên mẹ gặp cô, mẹ xưng bằng Hiếu với tôi không ạ. À. Chứ không phải xưng bằng con với bác. Dạ. Cho nên là mình nghĩ trong lòng, trời ơi chắc khó dữ lắm đây. Thấy căng rồi đó. Dạ, căng. Dạ. Để tôi nói cho Hiếu nghe là thấy căng rồi đó. Dạ, căng á.
nhìn bà hiền mà. Dạ. Hiền khô à, nông dân. Tại hồi xưa thì xưng với dâu con là cứ rỉ rẻ là cứ xưng với tôi không à. Tôi hả? Dạ không có xưng con như giờ. À, hồi xưa là tôi. Dạ với... dạ, bà già vợ nói với rể cũng tôi mà bà dâu nói với mẹ chồng mà mẹ chồng nói là quen dâu, rồi, cũng hả? Tôi vậy thành ra. Bây giờ có nói tôi nữa không? Dạ không. Hồi lúc mới gặp thấy cô con dâu này đẹp không? Con mình không thấy đẹp, con mình đẹp thì dâu mình đẹp, mà con mình xấu làm sao gặp đẹp được. À ý là bà đó là con trai bà cũng đẹp, đẹp luôn. Đó. Mà bà biết là cô con dâu là nghệ sĩ không? Dạ chưa. Rồi chừng nào mình mới biết con dâu là nghệ dạ, sĩ? Hồi, hồi đó anh Hiền giấu má ha, má. Không có, hồi đi học là con với Hiền học chung. À là đi học, em đi, với đi anh Hiền lấy nhau là mới đi học thôi, chứ chưa đi hát. Chưa đi hát thôi. À đi học hát. Dạ. Dạ. Đừng ngần ngại, hãy đăng ký ngay tại fanpage Mẹ Chồng Nàng Dâu hoặc gọi hotline để có những kỷ niệm đáng nhớ cùng Mẹ Chồng Nàng Dâu. Rồi về làm dâu á, được không? Về làm dâu đâu có ở đâu đâu, mẹ con thích biết cái gì. Về năm bữa ba bữa cái hệ mẹ con, mẹ con đi mẹ cũng ở nhà có mình. Mẹ mừng con mừng mẹ rồi chưa xong rồi lại con đi nữa. Nhưng có bao giờ con dâu nấu bữa cơm nào cho mẹ chồng ăn không? Dạ có. Nấu ngon không? Nó biết nấu, nó nấu thì mình hỏi con nấu hơi khô khô, con nấu nhão nhão thì mình nói nó khô. Thì nó nấu khô, nó nhão, nó nấu nhão. Nói sao nó nấu vậy? Thì bị gì mình ăn được. Vậy là má quên rồi đó, để em nhắc lại cho má nhớ. Là cái lúc mà má kêu nấu cơm á, em cũng biết khôn lắm anh. Em dở nhưng mà em khôn. Em vo gạo xong hết, em nói má, nhiêu đây nước được chưa? À. Má nói được rồi con. Tại vì lên á thì cả nhà ăn thì hả khô á, thì nó tại tao á, còn nhão thì cũng tại tao á, em đâu có bị chê. Bây giờ bây giờ về dưới cũng còn vậy luôn. Còn về về cũng còn do cơm cũng đem lại hỏi mấy em ăn dày được chưa hay là bớt hả thêm. Ở dưới quê mình hay ăn nhão nhão bà. Dạ bị gì vì cái tuổi lớn tuổi chứ còn hồi nhỏ thì cũng bình thường thôi chứ không khô không nhão. Không, ở dưới quê khoái ăn nhão á. Nhão nhão xong trang nước mắm, trang miếng mỡ, tép mỡ vô ăn nó ngon. Ngon quá. Cái ớt cộng đá. Quá là nhão á. Những cái ngày đầu mà mới về làm dâu á cô có gặp những cái khó khăn gì không cô? Có cô nhiều quá. Ngày đầu về á, trời ơi con biết dưới quê rồi. Đất nó đen. Nhà tình á, anh đưa về ngay ngày mưa ròng rã luôn. Đi mà phải bấu cái chân lại, sắp dép lên luôn. Anh phải dìu em. Mà trợt tới trợt luôn. Trời ơi cái kiểu đó mà cô nói thiệt với con, mà làm mai chắc cô không dám lấy rồi. Tại quen thương nhau rồi thì thôi kệ. Mai là chồng đẹp trai cũng ráng bấu bấu đi cho nó té lên. Nếu mà chồng mà xấu xấu thì thôi tôi khỏi về luôn. Nhưng mà bà thấy bà hợp với con dâu điều gì? Thì thấy nó chiều con mình. Con nó mình đến đi nhậu thì nó trật. Mà con dâu mình nó tì, nó phải dẫn về là tất nhiên. Rồi về ăn mặc hợp không? Thì về quê thì hợp. Rồi thì dù sao nó về nó đi nghệ sĩ rồi đây á, thì nó về nó dắt cái nhiều khi nó về nó hỏi má má con mặc bộ đồ này thì con đi cái đám đó vậy được hay không? Thì tôi trả lời được thì cứ đoạn mặc đi. Đó, con dâu là khôn vậy đó. Mày hỏi mẹ chồng. Hỏi ý kiến. Ừ có gì có gì đổ thừa mẹ chồng được. Con dâu mà cứ mặc không hỏi nhiều khi mẹ chồng buồn cái nào đó. Nhưng cái mà đó. Mình sống ở Sài Gòn mình quen rồi đó cô. Về quê rồi có khi nào bị bà con lối sớm được hay là anh chị em trong gia đình mình dị nghị hay là chê mình có điều gì? Con có buồn lắm mà má không biết đâu. Giờ bữa nay con xin phép má con nói. Có lần má không có nói với con nhưng mà má có nói với anh. Nhiều khi con cũng hỏi con nói anh em đi về dưới có ai chê em gì không, thì anh cũng thiệt tình lắm anh ấy. Trời có cái bà đó bà chê em sao mà bà Tư bà cưới dâu Hiền đẹp trai vậy mà cưới dâu về lùng sủng à. Mà em yên tâm đi, cái bà chê em á, bà có 1m4 à. Trời ơi, mình mới mừng, mình nói trời vậy em được 1m54 mà anh. Thì đó, thì anh nói thôi vậy thì em cứ vui lên đi. Ta dị nghị gì, ta dị nghị. Nhưng mà má còn binh em được một câu là tôi cưới dâu về để làm ăn. Chứ không phải cưới dâu về để đẹp xấu. Cho nên là cô mới tự tin lên. À, mình cưới dâu, mình cưới gì về để làm ăn. Chứ đâu phải cưới câu giờ để đi bán sách, để lấy đúng tiền rồi. Đây câu con mình đồng ý là mình cứ đồng ý về mận ăn chứ không phải về đây buôn cưng bương buôn khưng bán 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 mà lấy đồng tiền đó bà. Nói chung là ba em ngày xưa là coi thầy, mà hai đứa quen nhau á thì về không có được tuổi, hai đứa lấy nhau là sẽ có một đứa mất, thì ba không gả. Thì má em thấy anh Hiền má em thương lắm, hai bà già khóc nguyên một đêm và em với anh Hiền cũng khóc. Thì ba nói thì giờ tôi nói cho chị nghe, nếu mà chị thương con chị
và tụi con thương con tôi. Thì đập dập kéo lết, là cũng như là bên em có cái đám giỗ hay gì đó, thì bên má lên chừng ít người họp lại thôi. Không có thì nói ngày cưới nói cho đôi bông á, anh Hiền cũng đeo vô cho em, không có ai thấy luôn. Lên là chỉ ăn cái đám giỗ thôi, em không có được ngày đám cưới. Cỡ khoảng về em đi nhậu cỏ lan với má, thì em mới tâm sự với má, em khóc. Hình như là nói hiện tại bây giờ em cũng còn rất nước mắt, là tại vì mình cuộc đời gái mình không có được lên xe hoa. Em nói là má, má con nói là má còn con đứa gái út, đi đám nào má cũng đi hết, má sẽ làm đám cưới cho con lớn nhất mà tuổi của con với Hiền không được. Thương dễ. Thì em cũng đành chịu, rồi má cũng khóc. Má nói chứ Hiền cũng vậy vậy con, Hiền ở dưới đây ai cũng gả cho nó mà nó không chịu, về nó gặp con. Thì giờ hai đứa thương nhau thì giờ thôi kệ, con đừng có buồn. Thì má hai mẹ con ngồi nhổ cỏ lan rồi khóc. Cái ngày đem lên, với này cũng sánh lễ đem lên cũng có con heo. Với này lên là chị tôi phải nói vợ với này chị lên á. Chị nói chị đi đám giỗ thôi chứ chị không có nói cái gì để đám dính đi dấp với con hết trơn á. Giấu mà, hết. Giấu hết, không có lại đi dấp giỗ thôi. Cái đó tự xui gia biết thôi chứ còn không có nói, không bên ngoài không cũng biết là nó vợ, nó thành vợ thành chồng thôi. Thì thiệt cho con dâu quá bà. Dạ, ở vậy đó mình phải thương nó cho nhiều nữa. Rồi đó giờ con dâu cũng chịu thiệt bởi vì con dâu cũng thương con trai của mình. Dạ. Có khi nào hai mẹ con mình có một cái mâu thuẫn nào đó chưa cô? Cái tính của má thì hà tiện, cô về dưới mà cô mua đồ gì mà sang trọng má hay rầy lắm, thì trong lòng cũng buồn. Ví dụ như lâu lâu mình mới về mua đồ cho má ăn mà má cứ rầy không, rồi cho tiền á không có chịu lấy. Rồi em mới nói giờ con thọt cái tay vô trong túi má vậy nè, chừng nào má đồng ý lấy con mới lấy ra. Rồi rốt cuộc má cũng phải cười mới lấy. Bực bội thì bực bội vậy thôi, nhưng mà không có ra vẻ cho má biết, ráng dằn. Nó cho tiền tôi thì nó biểu chồng nó cho, nhưng nó không, nó nói em làm vậy sợ má ngại mà không lấy. Nhưng mà nhà mình tới năm cô con dâu rồi, cái cách mà chia sẻ năm cô con dâu thế nào để năm cô con dâu không có buồn nhau á, thương người này không thương người kia, cái đó có khó không bà? Cái đó thì dĩ nhiên có, nhưng mà bây giờ giờ nhà nó ở nhà mình ở, nó có con nhỏ này về thường, chứ còn mấy đứa kia nó phân bì. Con này nói tôi nghe, con khác nói khác, chứ tôi không nói con này với con kia nói con này vậy, con này nói con kia vậy, tôi không nói. Với lại anh biết không, nhiều khi em về dưới em móng tay móng chân hay là mặc đồ lửng ngủ thì cũng bị phân bì, nói sao chị chính mặc được mà con mặc không được. Thì má nói tại vì chị con ở trên trển quen rồi, bây giờ con ở dưới này con phải theo dưới đây. Trời ơi cũng mệt, cũng mệt cho má lắm á anh. Rồi mình nói con ơi, ăn theo thở, ở theo thì nó ở trển, nó theo trển, còn mình nó về đây thì theo mình đây, chứ còn ở đây con bắt buộc ở đây mà nó không lên trển nó ăn mặc như mình vậy là ai coi cho nó. Vậy là bà cũng bên con dâu này dữ lắm luôn á. Bà thương con dâu này nhất về điều gì? Thiệt tình, không có xảo trá. Dạ. Có sao nói vậy. Dạ. Biết cách cư xử nữa. Dạ. Với lại nghệ sĩ đôi khi tình cảm lắm. Dạ. Đó là dễ sống lắm. Họ cũng không có tính toán, không có gì chứ. Cái cảm xúc vui là vui, buồn là buồn, thấy rõ, rất là rõ. Đó, đa số nghệ sĩ là vậy, chú cũng vậy đó. Dạ, con cũng vậy đó. Anh biết không, nhiều khi mà về quê á, má hay cụ bị đồ cho một xe vậy đó. Mà nhiều khi á, mấy em á, nó cũng nói chơi thôi, nhưng mà mình cảm thấy mình tự ái anh. Rồi không lấy. Nói sao? Nói trời ơi gì á hả, chị Chính á, sướng nha. Về cái gì má cũng cụ bị cho, chị biết lít mặt cả triệu mấy luôn á. Cái sau này nói anh ấy, anh má cho vậy cái em út làm như nó cũng phân bì thôi, sau này về mình nói má đừng có cho nhiều vậy, làm vậy thì vô tình bà già bà buồn. Dạ. Chỉ có hồi năm mà má 80 tuổi đó, thì em với thằng cháu con anh hai mới bàn là thôi làm sinh nhật cho bà. Cháu nó cũng chịu hết rồi, thì em lên em cũng nói với Tấn Bo, em nói Bo ơi, chuẩn bị về dưới hát sinh nhật cho má chị nha. Tấn Bo nói trời ơi quá tốt rồi, chị làm cho bà đi, em kéo nghệ sĩ đâu về hát một bữa cho bà vui. Thì bàn bạc hết rồi, cái điện về dưới thì má nói thôi con ơi, nội bộ không chịu. Mà sao không chịu về vui chứ bà? Biết má bụng nó biết nó nghĩ làm sao, thì vợ chồng thằng này thì nó lo hết. Mà biết anh em nó trong bụng nó có biết nghĩ làm sao không, hai đem về tốn tiền rủi có chia chác vậy không, rồi mình không hiểu. Cái đó là mình nói thôi chứ còn không biết, con nó chưa có nói vậy.
Nhưng mà nó hai vợ chồng nó nói là nó gì nó đại thọ hết. Dạ. Và thành ra vậy rồi thì thôi sợ làm ra rồi đứa vui đứa buồn thôi không làm. Thì có người nói tại vì má em má sao em trên đây cũng vậy, mới làm sinh nhật năm 80 thôi, qua 81 là má mất. Đâu có đâu. Cho nên là con sợ, cháu làm con vậy sợ, á em sợ là đó. Chủ yếu cái nhất là cho bà vui. Dạ. Cả làng cùng vui luôn. Thật sự mà nói ở dưới quê mà nếu một lần nào kéo nghệ sĩ về mà làm lớn bà con tự hào lắm. Thì mình không có nghệ sĩ về là vui tự hào. Thành ra con nghĩ rằng cô dâu muốn cho bà vui đó, đúng không? Con nó làm cực khổ không rong ra tiền, còn mình làm vậy tiền của mình nó thấy nó xa xỉ quá. Không sao đâu, không phải xa xỉ gì đâu, bà đừng có tiếc mấy cái đó. Thí dụ như mấy đứa con mà nó có thiếu thốn xíu nó cũng cố gắng làm cho bà vui lâu. Thiệt lâu mới có lần, chứ 80 mấy tuổi mới được lần chứ đâu phải làm thọ hoài đâu. Mẹ con mà lớn tuổi xíu con mời nghệ sĩ về dưới cho nó cả làng tới coi mà ai cũng vui cả. Bà già nó được nhiêu rồi? Dạ, 71 rồi. Trung trung chứ chưa già dữ mà chứ không phải trời là nhỏ. Trời ơi, con mời Cẩm Tiên, Châu Thanh rồi Phú Quý rồi đông lắm. Hát nhảy lên bàn thứ hát bà vui mà cả làng đều vui hết. Dạ. Cả làng hạnh phúc luôn á bà, chứ không phải là cả nhà mình đâu. Không họ làm vậy, họ là ở trần sống họ lại nghe là họ lại họ coi. Trời ơi, khoái bù tôi nó nghẹt, tôi nói cây cỏ nó chết hết, tôi nói kiểm banh chặn trên. Cái gì kỳ vậy? Trên đông quá đó con, đông quá. Trời ơi. Nói chung là vừa vui cả làng mà mình cũng khổ luôn con. Thôi hôm nay chị có thể gửi tặng khán giả đoàn đó mình nghệ sĩ lên đây mình làm một tiết mục đi ha. Em cũng gửi tặng cái bài này là má bà cũng hay thích nghe. Từ đây xa cách mong gì ta trông thấy nhau, tư giá cung hoàng em đi chốn xa anh ở lại nơi này và biệt em lên đường. Em đi về quê xưa bao nhiêu tình yêu thương, thôi nay đành chia xa duyên ta đành cách xa. Ta mong gì gặp nhau. Kim Lan ơi núi mong nguyên rừng xanh yêu ác tiếp cam giá lạnh, một đêm một mình một bóng ta như vậy còn hơn tiếp không muốn cho chàng lệ chạy dầm khăn thì thôi chàng ơi sầu đau mà chi hãy cố quên đi kỷ niệm ngày xưa xin đừng vì tiếp rồi mang trong tôi vì lính vua cha đã phán ra phân rẽ tình ta mỗi đứa một con đường dù mình có tha thiết yêu nhau cũng không làm sao tiếp được gầy cẩn ở bên chàng. Tình duyên ngang trái thôi còn ao ước gì tao quá, xui chi cho chúng mình đôi lứa vui để làm gì ôm mãi nỗi sầu đau. Ta gặp nhau đây rồi phải vĩnh viễn xa nhau, lòng cuộn lên tựa gió thét mưa gào. Quá trời hay luôn. Hay quá. Biết chừng nào con có cái hơi vậy Lộc? Không có, quá khó lắm. Rồi hôm nay để xem coi con trai của bà nói gì nha. Con trai là Hiền à Hiền. Dạ. Khi mà trong gia đình mình có cái gì đám tiệc hỗn sự tiền bạc để đi hay là những lúc gì khi tụi con muốn chút đỉnh tiền nhỏ gì lì xì cho má làm quà vô. Con ví dụ con nói ăn lì xì cho má chừng 500, vợ con nó nói anh cho má 1 triệu đi đó. Tấm tình thật là tốt, rất là rộng, rất là bồ tát. Chỉ có nghe tính nóng nhiều khi bởi vì con nói với má nghe anh chị em không hiểu ở nó hiếu nhỏ này sao mà nói chuyện sao nghe tọc tàn nó nóng lại. Chứ má lúc má thấy không, những lúc mà hiếu nó không có nóng hay những cái chuyện gì mà không có xảy ra mà không có phật ý nhau đó, nói chuyện rất là hiền lành, rất là dễ thương. Má biết hồi nhỏ ông Tú bệnh đau lúc có chưa có một tính, nửa đêm nửa hôm lúc nào cũng thức suốt để lo cho con. Con đi làm thì khi về cái con cũng phụ, con ngồi con chăm rồi chút là thấy con mệt con ngã hồi nào con đâu có hay. Khi giật mình dậy thấy cũng còn ngồi mình ôm con chăm lo quạt cho con là lấy khăn rồi la cho con nó bớt thôi. Thì khi vợ con mới có nói những cái gì mà má có buồn lòng á thì má đừng có để bụng. Thật sự ra là vợ con nó nói là bằng cái lòng thật của nó chứ nó không có ý gì gia đình hết hay là với má, để má thương. Còn có gì thì má cứ dạy con cũng như dạy vợ con để cho mẹ con gần gũi nhau.
với làm dâu mấy chục năm nay là má thấy tụi con là nghệ sĩ không có thời gian gần gũi má, lâu lâu mới có về. Tháng 7 nhiều khi má thấy tao mà báo hiếu mùi lưu lan cho tụi con đi hát đi tặng ta khắp nơi, nhiều khi không có về thăm má được. Hiếu nó nói về thăm má, con mới nói thôi được là có gì để anh điện về dưới anh hỏi thăm má. Má chắc má hiểu, má không có trách đâu. Nếu mà má có trách gì, má không có trách em đâu, trách anh chịu cho. Tại vì em nói lên cái lòng của em về thăm má là như vậy là anh đã biết rồi, có gì anh nói với má. Chẳng có dịp này, giờ con xin hát cho má nghe. Mẹ ơi, con biết hiện nay mẹ con mình gần nhau trong gang tấc, nhưng con đường về thăm mẹ lại xa cách muôn nơi, để mẹ trông mẹ chờ mẹ đợi mà đứa con thơ giờ đây giờ giờ ở phương nào. Ủa cái này là nào vậy anh Linh? À, em biết luôn. Chúng tôi cũng đã bí mật để ghi những hình ảnh này đó. Dạ. Họ mới quen con vậy á. Những cái lời chia sẻ của con trai mà cũng rất là xúc động luôn. Thật sự nói những người nghệ sĩ như em mình đó. Dạ. Vu Lan tháng 7 thường đi hát cho mẹ người ta, thì diễn cho má người ta xem, đem những câu chuyện xúc động về gia đình. Thật sự mình có về đâu. Dạ đó. Đó là cái nỗi lòng của những người con làm nghệ sĩ đó bà. Bà có muốn nói con dâu điều gì không? Đau bệnh thì nó cũng chạy về, mà hãy về bây giờ. Hiện giờ là ở từ hôm nào nay về ở là mấy ngày, chăm sóc đủ ăn uống, tắm rửa. Bây giờ tôi nói cái với Quỳnh Linh là tôi y như nít nha. Nó tắm rửa cho tôi y như hồi thời tôi tắm con tôi vậy. Thì con dâu yêu quá rồi, yêu thương quá. Dạ không có về kính tính gì là mẹ người dân vậy đó. Ăn ít cũng la. Má ăn ít quá à. Mới anh biết mới ngày sáng nè, kêu ăn sáng không chịu, có gì ăn nấy đi con. Má trời ở nhà đâu có gì đâu ăn má, tụi con ăn cơm nguội. Thì má nói thì má ăn cơm nguội luôn. Má nói đâu có được, má bệnh mà sao má ăn cơm nguội. Má thương tụi con, má phải ráng ăn chứ, để đi quay chương trình cho tụi con mà về má bệnh cái khổ cho vợ chồng con đó. Thì cái nói qua bển mua bún cho má ăn, thì mới hồi ngày qua ăn bún rồi, bữa nay ngán hay sao. Thôi mua bánh mì đi. Thôi bà giữ sức khỏe ha. Dạ. Sức khỏe là con ca cháu nó vui rồi. Dạ. Anh em có cái bài, có cái Lý Anh Sáu mừng thọ mẹ được. Em cam tặng cho má. Đúng được rồi không? Ôi suốt mấy mươi năm ngày nay, đàn con khôn lớn, bao sóng gió đã qua, giờ đây mẹ mới thành thơi, đèn muôn màu sáng soi, cài cho nhau những bông hoa hồng, mừng mẹ hiền của chúng con. Dù tuổi cao mắt luôn sáng ngời, vui lắm mẹ ơi, hôm nay ngày lễ mừng tuổi thọ. Lời nói đầu tiên kính dâng lên mẹ sức khỏe dài lâu mãi mãi tươi cười. Mẹ có vui không? Kìa con cháu đầy đàn, bao tiếng thân thương với những lời chúc tụng bằng tấm lòng hiếu thảo của các con. Một lòng tưởng niệm Di Đà, cầu cho mẹ khỏe đừng già sống lâu, để chúng con được tự hào nhìn những cành hồng cài trên bầu áo. Hay quá. Dạ. Nói tiếng mẹ chồng nhưng thực sự đã sống với bao nhiêu năm rồi cũng là mẹ ruột của mình thôi. Dạ.
chúc cho gia đình chúng ta dạ, mãi mãi hạnh phúc và dạ, đông đầy cảm xúc như bên chồng bên dâu như thế nha. Hai bên thì bây giờ dạ, bên đây có cha mẹ vợ, cha dạ, mẹ chồng có đều đầy đủ hết. Nó giờ nó còn có mình tôi rồi, nó giờ coi như mẹ ruột rồi, như mẹ ruột thôi chứ dạ, không có mẹ chồng mà. Một cái kỷ niệm gửi tặng bà để nhớ về chương trình mình có tham gia Mẹ Chồng Nàng Dâu. Dạ, dạ. Con cũng xin được thay mặt chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu xin gửi tặng bà và cô, đây là Alabio với thành phần 5 ala được chứng nhận lâm sàng về hiệu quả tăng cường chuyển hóa đường thành năng lượng, giúp ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị đái tháo đường. Dạ, xin được cảm ơn bà và cô đã đến tham gia chương trình ạ.